Ok, hôm nay mình đi tiếp bài. Đấy, cho nó gì? Vì là ra các bạn Mỹ Lộc và các bạn Hóa Thụ như có thi cả cả phần sau rất là nhiều. Nên chúng ta sẽ đi tiếp, chúng ta nói kỹ hơn về cái dạng bài toán lãi, các bài toán lãi suất ấy. Nên lãi suất thực ra nó là ứng dụng của hàm số mũ. Vậy nên ứng dụng của mũ logao ở đây. Thì mình sẽ ghi là các cái dạng toán liên quan đến lãi suất. Gọi như thế thôi nhưng thực ra nó không hẳn tất cả là lãi suất. Về lãi suất nhá. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ ghi kỹ lại các dạng. Trước mình ghi nhưng mà chưa ghi được hết. Dạng thứ nhất này, một nhỏ. Lãi đơn. Em chưa đã ghi là mình ghi tổng hợp lại nhá. Lãi đơn là thế này. Lãi đơn nó sẽ có một số tiền gốc. Ví dụ mình có số tiền gốc và số tiền là A. Có lãi suất là R nhá, lãi suất là R. Số kỳ, số kỳ. Thường mình dẫn ký hiệu N. Thì cái lãi đơn là như thế nào? Là mình hiểu nôm na là sau mỗi kỳ. Đấy, chẳng hạn là kỳ của em là kỳ hạn là 6 tháng thì cứ sau 6 tháng số tiền nó được gia tăng thêm một cái lượng, đó là lấy A nhân với cái R này. Đấy, ví dụ R này là 7%, lấy A nhân 7% thì cái số nó sẽ tăng thêm sau 7 sau một kỳ. Nhưng mà về về lãi đơn này là cái lãi mới, cái lãi mới ấy, nó không nhập vào gốc. Bạn nhớ nhá. Phần lãi mới nó sẽ không nhập vào gốc. Không nhập vào gốc tức là gì? Tức là lãi trong mỗi kỳ là không thay đổi theo thời gian. Lãi ở đây là không thay đổi theo thời gian. Lúc nào cũng là thế. Ví dụ là em gửi lãi suất 7% đi. Em gửi 100 triệu một năm. Ok. Đấy, gửi lãi suất là kỳ hạn một năm. Thì cứ 100 triệu một năm thì em lãi được 7 triệu chẳng hạn. Đấy, năm thứ nhất được 7 triệu, năm thứ hai được 7 triệu, năm thứ ba được 7 triệu. Hiểu vấn đề không nhỉ? Cái lãi đấy nó không hề nhập vào gốc. Thì bây giờ mình sẽ có công thức như sau. Đấy, công thức của ta liên quan đến là số tiền nhận được sau N kỳ. Số tiền nhận được cả gốc cả lãi nha sau n kỳ, ký hiệu là SN nha. SN sẽ bằng là bạn lấy A nhân với 1 cộng N nhân với R, được chưa? A là số tiền gốc này, R là lãi suất, là N là số kỳ. Đó là công thức của lãi đơn. Đây mình luôn để cho nó dễ hiểu. Ví dụ là chẳng hạn bài toán của ta là ta muốn gửi 100 triệu vào ngân hàng. Nhưng mà lãi suất bây giờ ngân hàng rất thấp lắm. Kỳ hạn 1 năm. Đây, lãi suất. Ví dụ thì cho là 6% nhá. Đấy, ví dụ để bây giờ có thời điểm nó còn xuống có 4%, 5% ấy. Lãi suất là 6% một năm và người đó gửi trong 3 năm, hỏi là sau 3 năm thì thu về bao nhiêu tiền. Theo hình thức là lãi đơn bạn nhé, theo hình thức là lãi đơn. Đấy, tức là lãi không nhập gốc, hỏi sau 3 năm thì thu về bao nhiêu tiền. Thế vậy mình để ý ở đây là cái số tiền gốc của mình là A là 100 triệu này. Nhớ bạn những cái bài này bạn phân biệt, bạn phải lôi lôi luôn cho thầy xem là 100 triệu thì bạn có thể hiểu nó là 100 nhân với 10 mũ 6. Triệu là mũ 6 mà. Đấy, kỳ hạn là 4 năm, lãi suất R, R đây chính là 6%. Đấy, tức lãi đơn nhá, gửi trong 3 năm. 3 năm mà kỳ hạn 1 năm thì có phải là số kỳ đấy là 3 không? Mình có 3 kỳ. Được chưa? 3 kỳ. Thế vậy thì ở đây là S3 của mình sẽ bằng lấy A này là 100 nhân 10 mũ 6 nhân với gì? 1 cộng với 3 nhân với 6%. Đấy, thực ra bạn có thể không nhân cái này vào trong khi tính toán mà lấy 100 nhân bình thường thôi. Đây là 1 cộng với lại 18%. Đấy, bạn nhân vào máy tính thì ra bao nhiêu?
Thực ra cái này rất là dễ, một năm là mình lãi được 6 triệu đúng không? Một năm lãi là 6 triệu, 3 năm lãi là 18 triệu. Cái này là được 118 10 mũ 6, hay là mình có thể hiểu là 118 triệu. Đó, thì đây là ví dụ về lãi đơn. Phần thứ hai. Đấy, bình thường thông thường là khi gửi ngân hàng hay là các cái khác chẳng bao giờ dùng lãi đơn cả. Lãi kép. Tại vì lãi vậy sẽ rất là thiệt, nếu càng gửi lâu dài càng là càng thường thiệt. Thậm chí là cái lãi suất này nó phải thay đổi theo từng giai đoạn nữa cơ. Đấy, theo cả lạm phát rồi theo các chỉ số này chỉ số kia ấy, và cái đấy là do ngân hàng nhà nước người ta quy định ấy. À, lãi kép này. Lãi kép thì khác lãi đơn là cái điểm gì? À, nó vẫn có gửi vào một tiền gốc là A này, lãi suất là R này, đấy, và số kỳ là N. Tuy nhiên là cái sau khi do mỗi chu kỳ nhá, thì em sẽ có cái lãi lãi mới sẽ nhập vào gốc và tạo thành cái gốc mới các bạn nhé. À, kỳ mà em không rút ra, sau mỗi chu kỳ em không rút ra thì nó sẽ tạo thành cái gốc mới cho các em. Ok chưa? Nó sẽ tạo cho em thành một cái gốc tiền gốc gốc mới. Và như vậy là theo thời gian thì cái tiền lãi là càng ngày nó càng càng nhiều nhiều lên, tại vì nó tiền gốc mới nó cứ tăng dần lên mà. Đấy. Như vậy là theo thời gian tiền lãi nhiều hơn, theo thời gian nên thì tiền lãi sẽ tăng thêm lên, tăng lên theo sau mỗi chu kỳ ấy nha. Và ta cũng công thức là số tiền nhận được sau n kỳ, đây là SN bằng A nhân với 1 cộng R tất cả mũ N nhá, 1 cộng R tất cả mũ N. Này, công thức này thì phổ biến hơn rất là nhiều và đa phần đến tầm 70-80% bài toán nó rơi vào công thức này này. Có thể nó không hỏi lãi kép các bạn nhá. Đấy, có bài nó lại không nói về là lãi mà nó liên quan đến chẳng hạn là sự sinh sản của virus chẳng hạn. Hay là một cái gì đấy. Thì lát nữa mình tùy vào đề xem mình sẽ thấy có những câu vậy. Cái tờ về hàm số mũ log thì trong đấy có một cái phần là chuyên về cái này này, hôm trước đã phát các bạn rồi đấy. Nào, thấy chưa? Công thức của mình như sau, mình lấy ví dụ này. Lấy ví dụ về lãi kép này, ví dụ. Giờ mình vẫn lấy cái bài toán trên nhá, vẫn là gửi 100 triệu. Lãi suất là 6% một năm. Và gửi 3 năm. Đây, hình thức là lãi kép. Ok, thế vậy mình sau 3 năm thu được bao nhiêu tiền? Thu về bao nhiêu tiền? Nào, bây giờ công thức của mình vẫn là S3 nhá. Thế là 100 này. Thôi không viết 16 nữa, nhân với lại 1 cộng R là 1 cộng 6%. 6% có thể viết là 0,06 nhá. Đấy, mũ 3. Đấy, hay là bạn lấy 100, bạn nhân với lại 1,06 tất cả mũ 3. Bấm ra số đi. Bấm máy tính nào. 100 này nhân với lại 1,06 tất cả mũ 3 bằng. Đấy, 119. Này, mình sẽ ra số tiền là khi mình nhân 10 mũ 6 ở đây nhá. Chỗ này nếu mà nhân lên 10 mũ 6 đây này, sẽ thành là 119 triệu 101.600 đồng. Đấy, hiểu vấn đề không? Ở trên thì mình thu được có 118 triệu thôi. Và đến đây là 3 năm mình thu được chênh hơn là hơn 1 triệu. Tuy nhiên đây là vì gửi số tiền nhỏ, 100 triệu bây giờ nó rất là bé các bạn nhá, nó không có to đâu. Đấy, 100 triệu là không hề to tí nào. Người ta gửi khách VIP toàn là bao nhiêu tỷ nữa, toàn mấy chục tỷ ở ngân hàng ấy. Đó. Thì lưu ý này, một là người ta gửi tiền nhiều, thứ hai là vì đây là lãi suất này rất là thật thấp, 6% một năm thôi, không nhiều đâu. Đấy. Với cái nữa là em gửi mà thời hạn dài ấy, em sẽ thấy nó chênh được rất nhiều. Ví dụ cũng những con số đấy, nhưng em gửi thời hạn dài hẳn ra, ví dụ em gửi đến 7 năm, 10 năm thì em sẽ thấy chênh nhau cực kỳ nhiều. Ví dụ nhá, tôi thử luôn này. Tôi thử ví dụ tôi gửi 10 năm đi. 10 năm nhá, một bên là cùng là gửi 10 là 10 năm. Xem mà lãi đơn bao nhiêu và lãi kép bao nhiêu là các bạn tính thế nào.
Nào, tôi cần số tiền thu được nhá. Lãi đơn là bao nhiêu và lãi kép bao nhiêu nhá. Tính đi. Nào, tính xong rồi ấn tay cái nhá. Nào, chỗ này là số gì đây nè? Dương ở chỗ này ra bao nhiêu? Lãi đơn là bao nhiêu tiền? Một trăm sáu mươi củ đi ơi, 160 triệu. Thế lãi kép vào ra bao nhiêu? 179 Triệu bao nhiêu đấy đúng không? vâng, bao nhiêu đấy? Ok đấy, thế bạn đấy nha, 10 năm nó đã chênh 30 mấy triệu này, gần 40 triệu. Thấy vấn đề chưa? Nên là trong mọi tình huống không được gửi lãi đơn. Nên bình thường thực tế cuộc sống chẳng ai được gửi lãi đơn cả, lãi đơn chỉ là bài toán đưa vào để cho biết thôi đấy, không ai gửi lãi đơn hết, nghe chưa? Đấy, thì có mà chết rồi. Đấy là lãi đơn và lãi kép nha. Rồi đấy, và thường là cái chúng ta hay gặp nhất là lãi kép nha, hay gặp nhất là lãi kép. Bây giờ mình sẽ sang cái bài toán khác. À, bài toán số 3. Bài toán số 3. Giờ tôi là có cái bài toán thế này. Giờ tôi có gửi tiền lãi và tôi gửi tiền tiết kiệm hàng hàng tháng. Đây này. Đây, cái bài toán số 3. Đó là gửi tiết kiệm hàng tháng. Hoặc là hàng năm cũng được. Nhưng mà thông thường là hàng tháng. Tức là có một cái người này. Ví dụ hàng tháng anh, ví dụ anh có thể trích lương của anh ra, ví dụ là 1 triệu, 2 triệu gì đấy. Tháng nào anh cũng gửi vào ngân hàng. Đấy, 1 triệu. Nhưng mà tất nhiên anh không gửi. Nhưng trước anh có nói là kéo cái bài mình gửi hàng tháng 1 triệu này. Sau 1 năm sau nó đáo hạn cái đấy 1 triệu đấy, em lại thêm 1 triệu nữa mới vào. Thì đấy là cái cách gửi tiết kiệm khác. Đây là cái cách gửi tiết kiệm này, là gửi tiết kiệm chỉ đưa vào đấy thôi. Và kỳ hạn của anh ấy là gửi cứ tháng 1. Cứ hết một tháng anh có đến tháng kỳ lương mới không? Là anh lại cho thêm 1 triệu mới vào đấy. Đó. Thấy chưa? Mỗi tháng sẽ gửi cùng vào một. Đây nào, ghi này. Mỗi tháng này đều gửi vào ngân hàng để số tiền là A. Đây hình thức là lãi kép bạn nhá. Đây, nó hình thức lãi kép. Gửi vào Suyena, hình thức lãi kép là thì lãi suất là R phần trăm, R trên một tháng nhé, lãi suất R trên tháng. Tôi không ghi phần trăm nữa, vì R này trong cái đấy nó có phần trăm rồi. Lãi suất là R trên tháng. Thì cái số tiền mà anh ấy thu được, đấy, số tiền thu được sau N tháng theo cách này nhá. Đấy, số tiền thu được anh tích lũy được ấy, sau N tháng và cả gốc cả lãi ấy, đó là ký hiệu SN sẽ bằng này A chia cho R nhân với 1 cộng R tất cả mũ N trừ 1 nhân với 1 cộng R nhá. Nếu nào rồi lại có cơ hội để ngồi chứng minh lại vào bài toán cụ thể các bạn xem. Đấy, số tiền thu được sau N tháng. Bây giờ ta lấy ví dụ này. Ví dụ. Có một cái vấn ví dụ như này. Ví dụ là ví dụ thứ nhất đi. Chẳng hạn là sau mỗi cái kỳ lương thì cái người A này, cái anh A này, anh A gửi tiết kiệm là ví dụ anh gửi tiết kiệm là 3 triệu, 3 triệu, ví dụ lương của anh tương đối cao, mỗi tháng anh gửi đi 3 triệu và với cái lãi suất là 0,6% trên một tháng. Khi gửi tháng là lãi suất nó rất thấp các bạn nhá, 0,6%, kỳ hạn càng dài lãi suất càng càng cao, 0,6% trên tháng. Câu hỏi đặt ra là hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng
thì anh A này đấy, đã có được gọi là có từ 100 triệu trở lên. Nha, tức là anh ấy đã tiết kiệm được khoảng 100 triệu cả gốc cả lãi. Đấy, hỏi số ít nhất bao nhiêu tháng. Thế thì mình nếu mình phân tích bài toán này ra, cái số tiền A lớn của mình hàng gửi hàng tháng đây nó chính là 3 triệu. Ok chưa? Lãi suất R đây của mình là 0,6%. Nhá, cái kỳ hạn là cái N là đang đi tìm. Cái số kỳ đang đang đi tìm. Ok chưa? Và cái SN ở đây là người ta đang muốn là nó phải gì? Nó từ 100 triệu trở lên. Tức là nó lớn hơn bằng 100 triệu. Vậy thì ta mình sẽ quy ra bài toán của mình này. Vậy A là 3 triệu này. Đấy, chia cho R. Chia cho R là 0,6%. Hay là thôi tôi viết lại đi. Cái là 1 cộng với 0,6% tất cả mũ n trừ đi 1 nhân với lại 1 cộng với 0,6%. Chưa? Thì đang cần phải lớn hơn hoặc bằng 100. Tuy nhiên là chúng ta có thể hoàn toàn có thể là giải luôn là coi như là dấu bằng ấy. Nhá, coi như là dấu bằng. Thế giờ mình sẽ để nguyên này mình bấm máy nhá. À, các thanh niên bấm máy cao thủ làm vật lý nhiều chắc chắn bấm máy nhanh nhanh thôi, không vấn đề gì cả. Đấy, trong lý còn số còn to nữa, vậy nhưng đầu tiên là lấy 100 này nhân cái này chia cho hai cái tử này, không bấm phân số này 100 này nhân với cái mẫu kia 0, à, chết rồi 0, à không không 0,6 0,6%. Đấy, rồi chia cho hai cái trên tử này, đây chia cho hai cái trên tử này 3 với cái này này, 3 nhân với 1 cộng với 0,6%. Ok chưa? Đấy là mình ra cái cụm này xong nhá. Sau đó này sau khi ra cái cụm này là ra cái ngoặc vuông này này thì mình có phải cộng 1 không? Chuyển 1 sang cộng 1 bằng đã. Ra con số này thì lúc ấy mình sẽ ra là 1,6% tất cả mũ n thì bằng là 603 phần 503. Và cái n này thực ra chính là bằng log, là số mũ mà. Log của cái 1 cộng với 0,6% của 603 trên 503. Đúng không? Bấm máy này. Mình sẽ bấm là log 1 cộng 0,6%. Ok chưa? Của 603 trên 503. Vậy em ra là n của em là nó là xấp xỉ là 30,31. Được chưa? Nhưng mà nếu như vậy là 30 tháng thì chưa có đủ. Đúng không bạn? Vậy anh cần là 31 tháng. Thì có tối thiểu là 31 tháng. Bởi vì 30 tháng là chưa đạt được 100 triệu đâu. Thì cần 31 tháng anh mới đạt được gửi được 100 triệu trở lên. Hiểu vấn đề không? Rồi, ai hiểu rồi giơ tay cái nào. Đấy, hướng dẫn cả bấm máy nhá. Đấy, nhưng mà nhiều khi nhìn số to ấy, xong các thanh niên bấm linh tang tinh sai nhá, cố gắng bấm đừng ấy, ví dụ là những cái bên này nó đều có 10 mũ 6 thì thôi tôi bỏ qua cũng được, tôi bấm 3 100 Rút thôi. lý á, rút lý thì tôi không chuẩn. Sao sao Rút lý thì không thể làm chuẩn được. ổi không liên quan gì. Học toán là phải bấm bấm được máy tính. Đấy, đấy là một ví dụ đầu tiên. Đấy, Cách làm thì em biết đây mà em bấm hay bị sai lắm anh ạ. em phải cẩn thận em ạ, rút kinh nghiệm cái đấy, sai cái này dở. Nào, mình lấy ví dụ nữa này. Nào, một ví dụ số 2 về cái gửi tiết kiệm này. Bây giờ nó có thể hỏi thế này. Ví dụ 2. Ví dụ 2 của tôi như sau. Đây là một câu đã từng thi rồi này. Bây giờ là mỗi người gửi hàng tháng là một khoản tiền là bằng A. Gửi hàng tháng. Tháng khoản tiền là A. A đồng nhá. Đấy, và hình thức là lãi kép thì lãi suất là 0,6% trên tháng. Ok chưa?
biết là sau 15 tháng. Biết là sau 15 tháng thì người đó có cái số tiền là 10 triệu đồng. Biết là sau 15 tháng người đó có số tiền là 10 triệu đồng. Đấy, thì hỏi là cái số tiền A đấy là cái số tiền nào? Đấy chưa? Đấy, số tiền A là số tiền nào? Và ví dụ các phương án nó bảo gần số tiền nào nhất trong những con số sau. Ví dụ A này là 535.000. B 635.000. C 613.000. Và D là 643.000. Nào bây giờ mình kiểm tra nhá. Nào, vẫn vấn đề này, cái bây giờ đang hỏi đây là cái A là chưa biết. Được chưa? Lãi suất thì vẫn là 0,6% trên tháng. Số kỳ ở đây nó cho sẵn là 15 tháng. Đó, thế thay vào nhá. Và cái số tiền SN thu được ấy nó chính là 10 triệu luôn. Đúng không? 10 triệu luôn. Bây giờ mình thay số vào này. Thế vậy thì cái này mình vẫn phải nhân đến 10 mũ 6 vào đây để nó đảm bảo là cái này nó tính toán nó tí nó ra là cái tiền trăm ấy, còn không em lại nhân 10 mũ 6 lúc cuối. Không thể thế này, vậy là 10 nhân với lại 10 mũ 6 thì bằng này, A của em là chưa biết chia cho R này là 0,6% nhân với này. Đấy, 1 cộng với 0,6% phần trăm nhá, nhớ phải có phần trăm nha. Mũ 15 trừ 1 nhân với 1 cộng với 0,6%. Rồi bây giờ bấm máy thôi. Bấm phát 1 là ra luôn bọn này. Máy tính đó rồi. Bấm. À, bấm luôn nhá. Tôi sẽ bấm luôn này, lấy cái này nhân mẫu này, xong lại chia hai cái tử này là ra con A đúng không? Phân số này. 10 nhân 10 mũ 6 là 10 mũ 7 đi. Cho nhanh. 10 mũ 7 nhân với lại 0,6%. Ok chưa? Sau đó mình chia cho này, chia cho cái cụm này. Là cái thứ nhất là gì nhỉ? 1 cộng 1 cộng với 0,6% tất cả mũ 15 trừ đi 1 đóng ngoặc này. Xong lại nhân tiếp với lại 1 cộng với 0,6% rồi bằng này như này đấy ra luôn này. Như vậy A của mình là đây xấp xỉ 635.301 đúng không? Đây là số này gần nhất là 635.000 đúng không em? Chỗ này gần nhất số 635.000 là B bờ. Đấy, nó có thể hỏi xuôi hỏi ngược đều được các bạn nhé. Đấy, quan trọng nhất là chúng ta nhớ công thức. Đấy, nhớ công thức thì mình mới giải quyết được vấn đề. Với bài này thì có một cái cách hỏi nữa là hỏi R. Nó cho A, nó cho N, cho S, N hết thứ nó hỏi R. Thì thực ra mình cũng vứt vào đấy mình tính thôi. Hiểu không nhỉ? Mình vứt vào đấy mình tính thôi. Tuy nhiên là lúc đấy mình phải tính, mình phải giải phương trình các bạn nhé. Vì ở đây R ở đây cũng có mà R ở đây cũng có này. Nhưng mà giải phương trình. Có bài nào mà nó không áp dụng được với cái công thức này không anh? Không áp dụng công thức này á? Không, nó tùy từng dạng, tức là em phải phân loại. Kiểu đây là mình đang quy hết về ngân hàng nhá, nhưng có những bài nó chẳng nói gì về ngân hàng luôn. Nó nói về cái chuyện khác, nhưng mà nó cái quy luật nó theo nó lại tuân thủ như kiểu là dạng ngân hàng này. Đấy, thì ra nữa có cái bài đấy thì mình sẽ nói thêm. Như kiểu lúc em phải chuyển đổi ví dụ số người thành số tiền, đấy chưa? Rồi là cái sự gia tăng dân số chẳng hạn thì nó lại là ứng với cái gì đấy, hay sự gia tăng về sự phát triển của vi khuẩn ứng cái gì đấy thì là nó tùy bài. Nào bây giờ sang cái công thức thứ tư đi. Đấy. Ok, rồi tiếp tục này. Dạng thứ tư nhá. Dạng 4.
Đây, bây giờ cái số tiền là như này, ví dụ chẳng hạn là bài toán là như này, là em sẽ gửi ngân hàng một cái khoản tiền. Là dạng 4 là mình gửi ngân hàng. Ví dụ là ngạn bố mẹ mình đại gia cho mình 100 tỷ. Đấy. Bố mẹ cho 100 tỷ con tiêu sao cho hết. Tuy nhiên mình không có nhu cầu tiêu nhiều vậy. Thế là mình gửi tiết kiệm 100 tỷ. Theo kỳ hạn là gửi hàng tháng. Thì đến mỗi 2 tháng nó có tiền lãi. Thì em sẽ ra ngân hàng em muốn lấy một tháng là mà bao nhiêu triệu đấy để em tiêu. Thì giờ nó sẽ tính toán theo cái kiểu này nhá. Em sẽ gửi tiền, gửi ngân hàng này. Và mình sẽ rút hàng tháng. Nhưng mà rút rút một phần thôi, rút một phần rất nhỏ thôi. Hiểu vấn đề không? Nhá. Thì ở đây mình sẽ nhìn như thế này. Lúc đầu là mình sẽ gửi. Đấy, mình sẽ gửi vào là A. Gửi số tiền vào là A nhá. Với cái lãi suất là R phần R trên tháng bao nhiêu phần trăm đấy, thì mỗi tháng mình sẽ rút số tiền là x, giờ mỗi tháng mình sẽ rút số tiền là x. Thì bây giờ mình sẽ xem là sau n tháng thì mình sẽ còn lại bao nhiêu tiền. Đây, cái công thức của mình sẽ nói về là số tiền còn lại sau n tháng. Số tiền còn lại sau n tháng sẽ viết là SN bằng này, số tiền ban đầu là A này, nó là theo kiểu lãi kép nên là 1 cộng R mũ N, sau đó mình trừ đi cái lượng bằng tháng mình rút đi, x nhân với này 1 cộng R mũ N trừ 1 tất cả chia cho R. Đó, thì đây là công thức nhá, số tiền còn lại sau n tháng. Ví dụ là anh này muốn tiêu hết sạch thì sau đấy là gần tiền, số tiền này về không. Hiểu vấn đề không? Đấy nhá. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ luôn này. Ví dụ chẳng hạn là bây giờ lấy thằng nào nhỉ? Cho thằng Mạnh đi. Đấy, ví dụ là Mạnh nhá. Mạnh lấy vợ. Thì bố mẹ vợ cho em 20 tỷ. Ví dụ thế. Cho 20 tỷ. Và em cầm cái tiền đấy em gửi ngân hàng. Đấy, cầm cái tiền nó gửi ngân hàng. Với là gửi luôn hết cả đống này nha, với lãi suất là 0,75% trên tháng. Ok. Với lãi suất như này. Thì mỗi tháng thì Mạnh lại ra rút một khoản tiền để về chi tiêu. Mỗi tháng thì quyết định là rút ra 300 triệu để tiêu. Ok, mình có 20 tỷ, mình phải tiêu, nó phải ra dáng người có 20 tỷ chứ đúng không? Mỗi tháng rút ra 300 triệu để tiêu. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra là sau 2 năm thì còn lại bao nhiêu tiền? Đấy, xem là còn bạn nhiêu nhiêu tiền hay là còn mỗi cái nịt. Hả? Nhá. Rồi, sau 2 năm mình còn bao nhiêu nhiêu tiền. Nào bây giờ mình sẽ quy đổi, mình xem các cái đại lượng ở đây nhá. Thì cái A lớn ở đây là 20 tỷ. Tỷ là như 10 mũ 9 đấy các thành viên nhá. Triệu như 10 mũ 6. Tỷ là mũ 9. Sau đó R ở đây là 0,75% tháng. 0,75%. Mỗi tháng rút 300 triệu để tiêu, tức là x ở đây là 300 nhân 10 mũ 6. Sau bây giờ là vấn đề lại là 2 năm. Mà kỳ hạn ở đây là theo từng tháng một, như vậy là có phải 24 không? N sẽ là 24. Đúng không các bạn? Vậy thì bây giờ suy ra nhá, S 24 sẽ bằng này. 20 nhân 10 mũ 9 nhân với lại 1 cộng với 0,75% mũ 24 trừ đi 300 nhân 10 mũ 6 nhân với 1 cộng với 0,75% tất cả mũ 24 trừ 1 trên 0,75%. Rồi, bấm máy thôi. Bấm máy là ra anh còn bao nhiêu tiền luôn này. Bấm. Đi xem anh Mạnh còn bao tiền. Đấy, với cách tiêu vậy thì anh còn bao tiền nhá.
Nào, 20 này. Em còn 4 tỷ anh em. Em Vẫn đếm còn em đếm. giàu lắm. Ui, sao em nhân nhanh vậy? Kiếp tiêu vậy vẫn còn 4 tỷ. Kinh thật. Tiền của nó phải nhanh chứ anh. 0,75%. Mũ 24 này. Đấy, 2 năm liền mỗi tháng tiêu 2 300 triệu mà. Kinh khủng. Mãi không hết tiền. Không có gì ngoài ngoài tiền. Đặt phân số ấy cho nó dễ bấm. 1 cộng với 0,75%. Tất cả mũ 24. Đấy, trừ 1 trên 0,75%. Ơ, mình bấm nhầm mà chết rồi. Bấm sai đâu nhỉ? Bấm nhầm đâu ấy? Đúng rồi mà anh, em ấn lên như vậy à? Là 1,6 nhân 10 mũ Đúng 10. đúng rồi mà. Wow. Thế thế thì còn đây là còn 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 đây là Có còn một lại tích mà. tắc không? À, đây còn là thế mới còn lại 16 Thế là 16 nhân 10 mũ nhân 10 mũ 19. Ơi vậy Đây còn trời. 16 tỷ. Đấy, thôi nhá, thế Mỗi là một vậy làm sao để vậy công thức là để làm sao để chúng ta có thể tiêu 300 triệu một tháng, đó là hãy lấy nhà vợ giàu và vợ cho mình 20 tỷ. Tiêu tiêu đến 300 triệu một tháng mà tiêu không hết. Căng thật sự. Dương Dương thấy vấn vấn đề chưa? Bài toán khó chưa? Đấy. Đấy vợ giàu khổ thế. Anh ấy còn tận 16 tỷ, tức là tiêu 300 triệu một tháng mà. Đấy, sao bằng đấy năm mà hết có 4 tỷ. Chưa đến 4 tỷ. Ok. Bây là 11 điều vô ví dụ khác ở phần này. Đấy. Bây giờ như này. Lấy một ví dụ khác. Ví dụ số 2. Này ví dụ 1. Bây giờ cái vấn đề của tôi như này. Bây giờ tôi cũng có một khoản tiền. Đấy, tôi cũng có một khoản khoản tiền. Giờ cũng hay lấy vấn đề của bài toán của Mạnh đi. Bây giờ vấn đề tôi cũng có 20 tỷ nhà vợ cho. Tôi cũng gửi lãi suất là 0,75% trên tháng. Và mỗi tháng thì tôi rút là x ra. Tôi rút x để tiêu. Thì tôi cần đặt ra câu hỏi là tôi sẽ tiêu như thế nào? Mỗi tháng tôi cần rút bao nhiêu tiền? Đấy, mỗi tháng tôi cần rút bao nhiêu tiền để trong 5 năm tôi tiêu hết. Nhá. Để 5 năm tôi tiêu hết cái số tiền của tôi. Thì đặt ra này muốn tiêu hết thì có phải bản thân là cái S 5 năm là có phải là 60 kỳ không? Một năm là 12 tháng mà. Đấy, S 60 phải bằng 0. Đúng không? S 60 phải bằng 0. Mà muốn bằng 0 thì dẫn đến là cái công thức của mình nhé, nó sẽ là A nhân với 1 cộng R mũ N. Nó sẽ bằng là X nhân với 1 cộng R mũ N trừ 1 trên R. Bây giờ cứ hai bên của cái này bằng bằng nhau này. Giờ mình thay con số vào. Đấy, để tìm xem là cái x này là bao nhiêu. Nhá. À, bên đấy của mình là đây. 20 nhân với 10 mũ 9. Nhân với 1 cộng với 0,75% mũ 60. Bằng. X nhân với đây 1 cộng với 0,75% mũ 60. Trừ đi 1 trên 0,75%. Rồi các bạn bấm đi xem x là bao nhiêu nào. Xúc xỉ bao nhiêu đây. Bấm máy tính ấy. Thực ra các em có thể nhập hết cái này vào xong là em chuyển về em sẽ ship sổ cũng được. 415 triệu anh ạ. 415 triệu á. Thế được.
415 triệu, các bạn khác bấm rồi nào. Xấp xỉ 415 triệu. Linh bấm cho Linh. Ra bao nhiêu ấy? Đợi tí giờ em mới bấm. Tiền nó mạnh nó nhanh nhưng mà không phải tiền em nên em cứ chậm thôi. Ui, tháng tiêu 400 triệu. 5 năm mới tiêu hết tiền nhà vợ cho. Thế sau đấy là như nào Mạnh? Theo em có kế hoạch gì? Sau 5 năm này em gì? Em bỏ vợ em lấy vợ khác à? nó lại đi xin mùi bởi bởi vì nó cái gì có lần một sẽ có lần lần hai, kiểu nó có kinh nghiệm lấy vợ giàu ấy, lần một lấy được vợ giàu, lần hai nó cũng có khả năng lấy được vợ giàu, còn mình mà lấy vợ nghèo thì cả có khi cả đời mình chỉ toàn lấy vợ nghèo thôi đấy. 5 năm sau là hết nhiệm kỳ bầu cử này phải đổi chứ. Đấy đấy, cái câu chuyện này thôi anh nói thật đấy, đấy vợ giàu là một lợi lợi thế nhá, lấy vợ nghèo thì mình phải nỗ lực hơn à? Hả, phải lấy vợ giàu hay vợ nghèo? Thế lấy vợ nghèo tất nhiên rồi, thầy đâu có đẹp trai như Mạnh, nhưng vấn đề là thầy giàu các em ạ. Đúng rồi, thầy giàu, thầy mà giàu, thầy giàu, thầy mà nồi cơm của thầy vẫn nghèo, thầy chỉ giàu tình cảm đấy, các bạn tiếp xúc với thầy bạn biết thầy giàu nhất là tình cảm, còn lại cái khác có cái gì đâu. Rồi nhá, đấy là còn nếu bây giờ đấy là 100 triệu. Còn ra mỗi tháng là chỉ tiêu độ là 50 triệu, 100 triệu thôi thì bạn biết bao giờ nó tiêu hết tiền. Cực lâu, chưa kể tự dưng ngày nào cũng đánh một con phiền lót. Đấy. Khi nó còn ăn đủ, tự dưng đang từ 20 tỷ lên 100 tỷ. Rồi, đấy là dạng số 4. Nhá. Không khó. Làm giàu không khó đâu. Dạng lấy vợ giàu. Vấn đề là cứ lấy được vợ giàu. Đấy, bước 1 lấy vợ giàu, bước 2 là bố mẹ cho 20 tỷ. Dạng số 5. Nào bây giờ nó lại các bài trước nó vay trả góp. Đấy, cái bài này thực ra bài này còn hay gặp hơn hai cái dạng vừa rồi. Hai dạng rồi nói cho đủ dạng thôi. Còn cái vay trả góp này nó thực tế mà. Đấy chưa? Thực tế, ví dụ là bạn khi bạn mua đồ bạn không đủ tiền thì bạn tính đến phương án là vay trả góp, thì bản thân cái việc vay trả góp là bạn đang nợ người ta một khoản tiền ấy. Đấy, bạn đang nợ người ta một khoản tiền, sau đấy là mình sẽ thấy là mỗi tháng mình sẽ trả nhá, mỗi tháng mình sẽ trả. Đây, bạn sẽ phải đi bạn vay, ví dụ là một số tiền là A nhá, lãi suất. Tất nhiên là cái lãi suất mà khi em đi vay nó cao rất nhiều là lãi suất em đi gửi tiết kiệm. R. Được chưa? Và hàng tháng. Đấy, thường là trả góp sẽ trả hàng tháng, sẽ trả một số tiền là X. Trả số tiền là X nhá. Thì cái số kỳ ở đây sẽ là N. Thì công thức của mình đó là số tiền còn nợ sau N kỳ là 2N tháng đấy. Nó giống hệt cái công thức vừa rồi chúng ta vừa ghi. À, giống cái công thức mà tiêu tiêu tiền nhà vợ của Mạnh ấy. Đó là SN bằng A nhân với 1 cộng R mũ N trừ đi. Này lấy x này nhân với 1 cộng R mũ N trừ 1 trên R. Nhá. Số tiền nợ còn nợ sau N kỳ. Vậy là câu chuyện đây thực ra là cái này không ai muốn nợ cả. Nên đa phần thì người ta sẽ muốn là trả hết nợ đúng không? Nhớ trong bài này khi hết nợ. Có vấn đề là hết nợ. Có nghĩa là SN này bằng 0. Chẳng nợ gì cả. Hay nói cách khác là gì đấy? Cái A nhân với 1 cộng R mũ N ấy. Chính bằng là X nhân với 1 cộng R mũ N trừ 1 trên R. Ok chưa? Đấy. Đa phần người ta sẽ hỏi đến trường hợp là hết nợ. Đấy, thì hết nợ khi là SN bằng 0. Trả nợ gì cả. Lấy ví dụ thôi. Đấy, lấy ví dụ. Đấy, bây giờ có cái đồ gì mới nhỉ? Có cái đồ gì mới giá tiền nhiều nhiều nhỉ? Ôi anh ơi. Anh vừa dậy dạng năm cái là em liên tưởng đến cái đoạn nhớ em ly dị nhà vợ đòi lại tiền đâu anh. À, không đã cho ai phải cho hẳn chứ ai chơi kiểu đòi vậy. Lúc đấy còn cái gì
Em hiểu này này, nếu người ta cho em mà đưa cho em ấy không có giấy tờ gì bảo là nợ nần thì đưa rồi là xong à, cho rồi là xong à, ví dụ chuyển khoản bắn từ tài khoản của bố vợ em là thằng Dương chẳng hạn, bắn cho thằng Mạnh thế là xong là thôi, đòi sao được nữa. Nhưng mà tiêu hết rồi thì đòi Hảo vào con chín mới thật. rể, Nhưng mà nhà vợ đã có 20 tỷ để hảo cho thì thằng Mạnh đã con có bỏ dễ được vậy Mạnh. rể. Thật ở đây cũng là vấn đề, cũng có thể đâu, Hỏi mày đâu có dễ bỏ thằng con tao như Mạnh vậy không đúng chồng nhưng cũng lưu hả bố ông. vợ. Mạnh lúc nào cũng yêu vợ luôn, win. Rất rất yêu thương vợ nhưng mà vợ nào thì không không biết đấy. Công thức lần này giống cái trên vậy. Đúng rồi, ừ thì nó cũng thích giống y hệt trên, tuy nhiên là vấn đề vấn đấy là mình đi gửi, mình rút ra mình dùng dùng dần, còn thế này là mình đi mình vay xong mình trả trả dần nhá, công thức y hệt nhau. Thì SN vấn đấy là số tiền còn lại, thì SN là số tiền còn còn nợ rồi. Thế hay là trường hợp là Mạnh sau khi là tiêu xong thì em bố mẹ vợ em đòi, em bỏ vợ tôi đòi 20 tỷ. Được không? Em nợ 20 tỷ đi. Mạnh nợ 20 tỷ. Đấy, Mạnh nợ 20 tỷ. Đấy, ok. Nhưng mà vấn đề là khi em trả lãi thì nó lãi suất cao hơn rất là nhiều. Lãi suất. Ví dụ là 1,15% một tháng. Lãi suất cao rất rất nhiều nha, ví dụ đi ngân vay ngân à, là gửi ngân hàng lãi suất 6-7% ấy thì vay ấy tối thiểu thấp nhất phải là 10-12, bình thường không bao giờ mình vay được 10 đâu, em toàn vay là 12% trở lên thôi, còn tùy mục đích em vay nữa cơ, tùy mục đích vay mỗi cái mục đích nó sẽ có cái mức lãi suất khác nhau. Ở đây lãi suất là 1,15% một tháng đi, và bây giờ bố mẹ vợ đòi em yêu cầu em phải trả người ta trong vòng 3 năm, yêu cầu phải trả hết trong 3 năm, trả hết. Bây giờ 3 năm trả hết nhá, nợ 20 tỷ. Nợ 3 năm trả hết. Thế chẳng hạn bây giờ thì vậy thì hỏi mỗi tháng có trả bao nhiêu tiền? Ok, mỗi tháng trả bao nhiêu tiền này? Được chưa? 20 tỷ này là A này. Ok, đây là R này. Đấy, 3 năm trả hết thì mình quy đổi 3 năm ra số kỳ là 300 là 36 36 n 36 đúng không? 36 tháng mà. Rồi thế vậy nhá. Khi mà nó trả hết tiền, trả hết nợ thì có nghĩa là A là 20 nhân 10 mũ 9 nhân với lại 1 cộng với 1,15% mũ 36 bằng x nhân với này 1 cộng với 1,15% mũ 36 trừ 1 trên 1,15%. Bấm đi em ơi. X xấp xỉ bao nhiêu nào? Số tiền không hề nhỏ. Chắc chắn nhiều hơn con số kia. 682 triệu anh ạ. Ok, 682 triệu. Mạnh kiếm con vợ khác mà bố vợ nó cho hẳn hẳn 30 tỷ một tháng một năm là được mà. Đấy, thế bây giờ chẳng hạn đơn giản thôi, bây giờ mình không nói câu chuyện là 20 tỷ nữa, em rút con số này xuống lại 2 tỷ thì nó sẽ rút đi một con số 0 ở đây. Hiểu vấn đề không? Đấy. Giờ lại ví dụ là bố mẹ vợ cho em 2 tỷ, em lại rút thêm một con số 0 nữa đây. Đấy, cứ kiểu kiểu như vậy. Đấy, 2 tỷ hay là cho vay 200 triệu hay gì gì đấy. Nhá. Thế đấy, vấn đề ở đây. Hay là bây giờ mình đây xem nào, như vậy là mình cần là, hoặc là bây giờ cũng bài bài toán này. Cũng vấn đề là nợ 20 tỷ. Lãi suất y hệt như trên nhá, R là 1,15%. Nhưng bây giờ tôi cần là tôi cũng cần trả hết. Tuy nhiên là tôi không thể nào tôi trả hết trong 3 năm được. Tôi có là hàng tháng tôi trả được. Đấy, hàng tháng ví dụ tôi trả được là bao nhiêu nhỉ? Ví dụ ngày em kiếm 10 triệu đi, hàng tháng ví dụ em kiếm được 300 triệu em trả hết. Thì hỏi là sau bao lâu trả hết nợ? Nha, sau bao lâu trả hết nợ?
Thì tức là bài này để đi em tìm là n bao nhiêu đấy. Đấy nhá, sau bao lâu trả hết nợ này. Thì trả hết nợ nó vẫn là việc hai bên này bằng bằng nhau. 20 nhân 10 mũ 9. Đấy, 1 cộng với này. Mũ n. Chỗ này là 300 nhân 10 mũ 6. Đấy, nhân đấy. Thì các bạn có thể bấm nguyên cả cái này vào trong bài. Xong em ship zone. Em bấm cả cái này vào trong bài, em ship zone luôn cũng được. Cái này máy tính nó sẽ bấm cho em được. 127,3 tháng rồi ạ. Em đã bấm ra là 127,3 tháng à? Tức là khoảng 128 tháng. Chia cho 12 ra bao nhiêu năm ở Mạnh? 10 năm 8, 8 tháng à? 10 năm 6 tháng á. Sẽ 6. À 8 tháng, 8 tháng. 1 tháng có 12. 1 năm có 12 tháng. Thì em chào. Này là ngang với đi tù đúng không Dương? Nó đi làm bài kiểm tra rồi anh ơi. Nào bấm thử này nha, bấm thử này, ship ship zone này. Ví dụ mình có thể bỏ luôn cái 10 mũ 6, 10 mũ 9 đi. 10 mũ 9 thì bập nhập 10 mũ 3 thôi, coi như chỉ tiêu hai vế cho gọn. 20 nhân với 10 mũ 3 nhân với này 1 cộng với 1,15% mũ x, ok mũ x nha, bằng alpha chữ can nó có dấu bằng này 300 nhân với này 1 cộng với 1,15% mũ x trừ 1 trên 1,15%. Ok, đủ rồi nhá. Nhá, ship zone. Đấy, 127,3. Đấy, khoảng 127,3 vậy thì mình phải tối thiểu 128 tháng mình mới trả được hết. Đấy, 120 tháng, 8 tháng mới trả được hết. Hơn 10 năm, gần 11 năm mới trả được hết cái số nợ này. Đấy, mà em kiếm được 300 triệu một tháng này em cũng thuộc dạng khủng khiếp đấy. Rất rất khủng đấy. Em nghĩ sang 300 triệu một tháng một năm em kiếm được 3 tỷ 6. Rất kinh. Được chưa? Thì đây là bài toán vay trả góp nhá. Đấy là cái câu chuyện này mình lấy con số nó rất to thôi. Hôm trước đã ví dụ thử các bạn là ví dụ mua một cái điện thoại hay một cái xe máy ấy, trả góp thì là câu chuyện như nào. Thì em cứ theo số tiền nợ thôi, em ốp vào đây thay những con số này em ra. Chúng ta sẽ nói nốt bài toán số 6. Bài toán số 6 thì công thức nó rất là đơn giản luôn. À, bài toán số 6. Là bài toán tăng trưởng dân số. Tăng trưởng dân số. Bài toán này là nó khá là thực tế luôn. Đấy, liên quan đến thực tế của mình về dân số. Thì trong cái này mình sẽ có là dân số ban đầu. À, nó gọi là dân số ban đầu. Hay là thực ra không hẳn là ban đầu, có thể là họ cho em một cái thời điểm đầu tiên, họ cho ví dụ là họ cho dân số năm 2000, họ cho cái mức độ tăng trưởng dân số, và lấy họ bắt em tính cái dân số năm 2022 chẳng hạn, hiểu ý không nhỉ? Hay là cho là dân số năm nay, thì với tốc độ tăng trưởng như đều thế thì hỏi là năm 2030 là bao nhiêu? Được chưa? Dân số ban đầu bằng này. Đấy, và n là cái số kỳ nhá, n vẫn là số kỳ. Quan trọng là người ta tính theo cái gì, thường là kỳ có dân số là số năm đấy. Thông thường dân số là theo năm. Tiếp theo nữa là R là tỷ lệ tăng. Đây, tỷ lệ tăng. Đây, tỷ lệ tăng. Thì công thức tính như sau. Cái dân số sau N năm. Nhá, S sẽ bằng. Lấy A này. Nhân với E mũ N nhân R. SN bằng A nhân với E mũ N nhân R. À, đây là sau N năm nhá. Sau n năm chúng ta lấy ví dụ này. Đấy, chúng ta lấy ví dụ chẳng hạn là đây, ví dụ năm 2013 theo số liệu là người ta dân số thế giới nhé là có ba là khoảng độ 7.095 triệu
Đấy, thế là câu hỏi đặt ra là hãy dự đoán. À, và tỷ lệ tăng hàng năm thì vào khoảng là 1,32%. Thì hỏi bây giờ yêu cầu là dự đoán năm 2030 thì dân số thế giới là bao nhiêu? Là bao nhiêu người? Đây là người bạn nhá. Đấy, hơn 7.000 triệu người, tức là hơn 7 tỷ người đấy. Thế vào năm 2013. Rồi thì áp dụng công thức vào thôi. Như vậy S của ta thì từ 2013 đến 2030 có phải là S17 không? Sau 17 năm. Đấy, sẽ bằng A là gì đây? 7.095. Đấy. Em nhân 10 mũ 6 là triệu đấy. Nhá, em nhân với lại gì đây? E mũ này. N là 17. Nhân với lại 1,32%. Bấm máy các bạn ơi. Xấp xỉ bao nhiêu nhỉ? Hoặc là em đừng lấy 10 mũ 6 vội, cứ để nguyên. Để nguyên cái này. Bấm mỗi cái con số này này thôi. Tí mình nhân 10 mũ 6 vào rồi sau. Bao nhiêu kìa? Ba mươi đến tám một một trăm sáu chữ E. 88 bao nhiêu? tám tám một nhân 10 mũ 6 Sẽ 881 nhỉ? tám 7 một 7095 à? Đây anh bấm này mà. Các bạn tay nào? em ấn hình bé không nhìn sáu anh Đấy thì mình sẽ thành là 8879 đúng không? Huy ra này Huy. đúng rồi anh ơi. 8879 thực ra là 79 mà thì còn phải 9 này thì còn 8880 đi, xấp xỉ 8880 nhân 10 mũ 6. Tức là triệu người đấy. Tức là hơn khoảng 8 tỷ 8. Đúng không? Đấy, khoảng độ 8 tỷ 8 người. Đấy, dự đoán dân số là nó sẽ tốc độ tăng trưởng theo như cái con số này mà người ta tính trung bình đấy, người ta cộng nhiều năm người ta lấy trung bình ra nó rơi khoảng kiểu như vậy nhá. Thì đấy bài toán cuối cùng là về sự tăng trưởng dân số. Ví dụ dân số mà giảm, ví dụ trường hợp mà nó có như kiểu Covid này này cũng là một cái suy giảm. Đây này, từ từ đây lên tra luôn số liệu nhá. Đây tra tra luôn Cũng lại cũng số dùng liệu. công thức như này à? Hả? Cũng dùng công thức như này à? Không giảm, giảm thì nó lại còn tùy vào em giảm do cái gì chứ. Thông thường nếu theo tự nhiên thì như con người mình bây giờ toàn là chỉ có tăng tăng lên ấy. Tại vì tỷ lệ sinh nó nhiều hơn tỷ lệ chết mà. Nên số nó chỉ có nảy nở thêm ra thôi. Đấy, bây giờ nhá. Xem cái dấu liệu dân dân số thế giới. Các năm nhá. Tra thử xem là cái con số nó ra như nào. Đấy là xem có bị sụt đi không nhá. Ở đây người ta ghi có mỗi nhìn đây là có 2017 nhỉ. Đâu bảng số liệu còn gần nhất đâu nhỉ. Đây ví dụ bảng dân số số liệu này là năm 20 ví dụ 2010 trắng trắng giảm tí tí nào. Đây này gửi cho mấy đứa xem này. Ở trong phần chat này, ấn vào mà xem. Ví dụ ở đây họ thống kê ra 2017 thì là 7 tỷ rưỡi, 2016 7 tỷ tư, giờ mấy gần đây nó không thống kê à? Hoặc là đây, vậy thì phải tra từ từng năm gần nhất à? Đây toàn thấy 20 đến 2017 đấy, không có dữ liệu mới nhất, hay tại vừa rồi chết nhiều quá họ không đưa vào nhỉ? Bây giờ đây như họ thống kê đây 2021 đây khoảng độ 7 tỷ 8 này, này. Thế giới 7 7 tỷ 8 này. Xem là 2020 2019 nhá. Dân số thế giới 2019 này.
7 tỷ 6. Đấy, không phải 7 7 tỷ. À đây nó có con số từng năm này này. 2020 là 7 tỷ 7. 2019 là 7 tỷ 6. Nó vẫn tăng các bạn ạ. Nó vẫn tăng dù là đây này, bạn có thể xem cái này này, nó có biểu biểu đồ này, ăn xuống dưới mà xem biểu đồ nhá. Ví dụ tăng trưởng dân số đây này, về đoạn sau này nó bị giảm tốc độ xuống này, giảm tốc độ tăng xuống này. Và cái nữa là em nhìn là cái dưới một biểu đồ nữa là tốc độ tăng dân số đang bị giảm đi này. Trước nó là độ nó có thể lên đến gần 2 này, 1,85% này, có chỗ còn 2, mấy này, 2,1 này. Bây giờ hiện tại nó còn có 1,05 thôi. Thì trong cái bài toán bên đấy mình tính là 1,36. Đấy bạn xem nhá. Ở đây cái bảng ở dưới này nó đủ hết này này. Đấy, từ 19 20 tăng rất là ít luôn, bởi vì mình bị Covid mà. Nha, ở đây để ý này, trong cái nói lại này, ở trong tờ hàm số mũ của Loga phần 2 nhá. Kéo xuống dưới có dạng 4 bài toán thực tế thì nó liên quan đến các bài toán lãi suất vừa rồi chúng ta vừa nói. Được chưa? Đó thì bây giờ bạn để ý ở đây nhiều khi họ không cho với dạng là bài toán gửi lãi suất gửi ngân hàng nữa mà nó cho theo cái hình thức khác. Đấy, chẳng hạn là nó lại ví dụ như cái câu 1 đi, các bạn làm câu 1 ở vở xem chọn đáp án gì. Nó nói nhá, năm 2019 diện tích trồng rừng của tỉnh A là 600 ha. Giả sử diện tích trồng rừng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo thì đều tăng 6% so với diện tích trồng rừng mới của năm liền trước. Thì anh hiểu nhỉ, cái con A là như cái tiền gốc ạ. Cái số này tiền A như tiền gốc ấy, là 600 ha. Và mỗi năm là gì? Tăng đều 6% nữa, có nghĩa A 6% này là lãi suất này này, R. Đó. Thì kể từ năm sau năm 2019 thì năm nào dưới đây là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới đạt trên 1.000 ha. Nào bây giờ các bạn tính câu 1 xem nào. Cho các bạn 5 phút để tính câu 1 nhé. Mình ghi lại này, cái coi như là cái câu này là câu làm mẫu thôi. Đấy, để lần sau làm cho chuẩn. Đây thì ghi nốt vào chỗ này. Đỡ phải lấy tờ mới. Đây. Đây là cái câu 1. Đây là thi của 2020 này, lần 1 đây này. Thực ra câu này nó là câu tự lãi kép bình thường thôi. Đúng không? Đấy, tăng 6% so với năm trước. Câu này lãi kép thông thường thôi, chẳng có gì cả. Thì ở đây A của mình nhá là 600 hectare, R là lãi suất đấy, chính là gì đây, 6% trên một năm, và nó đòi là cái năm nào mà nó trên 1.000 hectare, tức là cái số tiền S, SN ấy, nó phải lớn hơn hoặc bằng 1.000 hectare. Thế vậy thì bây giờ mình sẽ như này, có phải là 600 nhân với lại 1 cộng với 6% tất cả bộ N thì bằng là 1.000 không? Lớn hơn bằng 1.000 không? Vậy thì là 1 cộng với 6% tất cả mũ N sẽ lớn bằng là 1.000 phần 600 là 5 phần 3. Vậy suy ra N của em sẽ lớn bằng là log 1 cộng 0,6% của 5 phần 3. Đấy, bấm cái này. Sắp xỉ bao nhiêu các bạn nhỉ? Bấm lại bao nhiêu đây? 8 phẩy mấy? Bao nhiêu gam? Tám phẩy bảy bảy. 8,77 à? Vâng. Ok, 8,775. Và như vậy 8 năm thì chưa có đủ, phải là 9 năm. Đấy, 9 năm thì từ 2019 mà cộng đi 9 năm thành 2028. Giờ đáp án A. Đấy.
Thì đây là một câu ứng dụng cái bài toán lãi suất vào đây, nhưng mình không hẳn là mình dùng với lãi suất. Ví dụ đây là dùng diện tích trồng rừng. Đấy, hay có rất nhiều cái vấn đề khác. Ví dụ là giá cả cũng được. Đấy, giá cả leo thang. Giá tiền một bát phở chẳng hạn. Từ những năm trước bây giờ nó thành cái gì? Hay là có thể liên quan đến đây là rất nhiều bài là tiền này. Đấy, kéo xuống nó còn cái gì nữa không nhá? Đây toàn là gửi tiền thôi. Đây đây toàn là tiền. Đây có một câu dân số này, ở dưới đây. Đây, có cả một cả câu dân số ca nhiễm COVID này này. Theo hàm ở câu 28 này này. Đấy. Thì tất cả nó đều quy về những cái dạng mà đây chúng ta ghi. Bạn nhá. Thông thường ví dụ mà dạng mà hàm nó lạ thì họ có thể cho hẳn hàm, ví dụ như câu 34, họ cho hẳn hàm luôn. Nhiệm vụ các bạn là tính theo nó luôn. Được chưa? Thì thôi hôm nay công việc như vậy nhá, giao cho các em về nhà làm hết cái phần này. Ok không? Đấy, để làm cho nó đến hết câu 41 đi. Nhá, làm đến từ câu 2 đến câu 41 nhá. Ơ, có 35 câu rồi mà anh. Thế á, có 35 câu mà. 35 à? Ờ, thế bài này mình ấy 35 à? Ờ, thế làm đến 35. Vậy là mùa 2 đến 35 nhá. Tức là hết phần 4 nhỉ? Là hết cái tờ này đúng không? Là hết phần 2 đúng không em? Là hết mỗi cái phần trả lãi suất rồi anh ạ. Còn phần trên chưa xong rồi. Ờ ok đấy nhá. Thì làm hết lãi suất đô thị lần trước mình. Cái đấy thực ra đô thị là tự làm được đấy. Thì hôm trước mình đã nói rồi. Thôi để sau cũng được. Ra hôm nay về cứ làm cái phần lãi suất này nhá. Thứ 2 đến 35. Đấy, các em đề nghị các em là nháp vào trong vở. Nháp vào vở. Đấy, để mình chứng tỏ là mình có làm bài. Để ra phương án. Đấy, như mọi khi thôi. Mình chứng tỏ 35 câu hay chứng tỏ 2 câu ạ? Không, chứng tỏ hết chứ. Chứng tỏ hết. Coi như nháp xác định. Em cứ xác định ARS hay cái gì ra vở ấy. Để xong em bấm bụp phát em ra đáp án. Hiểu vấn đề không? Em được biết là công trình chứ còn em không phải làm kỹ ở đâu. Hoặc đây em biết thì kiểu như này này, bắt tắt này này. Đấy,